Rồi, chào cả nhà nha. Bữa nay em đi câu tôm bữa bạn ơi. Mình xuống cái bè bên Tiền Giang á. Rồi cách đây khoảng 10 ngày trước mình có câu tôm dưới đó một lần à. Bây giờ lép chạy lên cầu Mỹ Thuận thôi. Ở đây là mình từ hướng Vĩnh Long qua bên Tiền Giang. Ở trên đó là cầu vượt á. Cầu vượt Mỹ Thuận. Bây giờ lên cầu Mỹ Thuận. Con ngựa sắt mình lên tới trên giữa cầu là bắt đầu phịch khói liền. Cái bè hôm nay mình ra câu là cái bè huyền thoại á, bè tôm nhiều lắm hả. Mà gác chạy lên phịch khói luôn. U40 đó, một hồi mình câu là mấy bên kia xong á, ở khúc dưới kia thuộc về Tiền Giang, còn phía bên đây là thuộc về Vĩnh Long, bè An Bình Vĩnh Long phía bên tay phải mình nữa mà, còn bên đó là bè bên Tiền Giang á, bè nó dài mấy cây số lận. Một hồi mình xuống dưới đó mình câu dưới đó. Cái cọng dây cáp này mình thấy trong tivi á, nhỏ xíu ha, nhưng mà ở ngoài nó bự ghê hồn chứ. Cọng nào cũng lấy chà bá lửa. Mừng năm mới 2020 gì 090326968 gì kỷ nguyên gì, cái này là cái gì quảng cáo gì không em hiểu luôn à, không để tựa tên quảng cáo gì hết à. Vậy ai đọc hiểu trời. Chẳng hạn như là Kikulo Kulu gì nè đó, cái này là biết là sơn rồi nè, để hình cái hộp sơn đó. Mấy ta nhìn vậy người dân mình không biết, còn để chữ không, không để biểu tượng hay là cái chữ cụ thể gì hết, sao người dân mình biết được. Nói vậy chứ dưới quê bạn có nhiều người dân lớn tuổi đó, họ cũng không có rành thông tin gì đâu. Như là bánh bía là phải có cái bánh, hình cái bánh liền. Đi đường bộ xong bây giờ tới đi đường sông nè bạn. Bữa nay có chồng có chị hôm bữa. Cái bè mình câu là khúc trên kia, cái bè phía ngoài. Xuống cần có hẹn mà. Còn mấy mưa mát này mình dẹt xong cái đầu nước nó chảy vô gió tắt nữa. Còn như xảy cái gì rồi. À còn.
mới vét cái lỗ bự ra hồn gió, sóng nó đánh đẩy vô bích chịch nữa. Con đầu tiên ha, chân bóc mới xuống có hàng à. Lại được mồi luôn, mới ghê vậy. Để lại kiếm con nữa coi. Này kiếm càng xanh xanh nước biển kéo cho nó đã. Mà câu tơ mà con mà lớn kéo cũng ngon rồi, khi mình dở lên nó ghi xuống cảm giác nó đã lắm. Có hàng nữa bạn ơi, cần mới dính nè, dính nữa đó đó đó, cái đầu thấy liệt liệt đã không, con mát tấp đó đó lên mày đó. Một cục mồi quất hai con ha, con này bự hơn con mới dính. Ú lại một mồi nữa ghê chứ, những con thứ ba rồi. Mệt quá trời mệt rồi. Hên xuống được. Hôm nay chú Sáu nuôi cá vồ đếm rồi, ục quá trời. Hôm bữa mình có quay cảnh bắt cái vồ bán, lụm hoàng nữa, cần được quyền hội lụm nữa. Quá wow, lục bình quá. Quỳnh nó tắt mà bạn không thấy tô luôn. Đó, đó. Thiệt tình. Tô mới kéo lên được. Giật lại con lỗ của Quỳnh đó. Rồi sóng đánh vô nữa rồi. Cục mồi huyền thoại này dính mấy con nữa, chưa hết mồi luôn, ghê. Nhưng còn nữa. Lên lên. Hôm nay tôm nó ăn chậm quá mà. Chú Sáu nói hôm qua nó mới bị tốt tôm, hôm nay tôm nó ăn chậm quá. Còn dính rồi chú Sáu ơi. Chú Sáu cũng hay câu hai cần bánh chơi bánh. Dạ mà bị thuốc tôm mà dính được con tôm gì là mừng lắm rồi. Lạnh. Hầm chú Sáu nuôi cá vồ quá trời. Đồ đếm mà. Con nào nấy chứ mấy 2 kg hết rồi. Lên hàng lên hàng. Đó đó đó. Đó cái đầu câu hoạt đá không? Đó. Mày hả lị. Càng lửa càng lửa. Đó chía. Ồ lại được ngồi hên quá. Kiếm còn nữa cài. Ồ cá vô đếm rồi. Đây vô đếm nhỏ nhỏ nhiều lắm mà. Bự không có nhưng mà kiểu nửa ký 600 gram nhiều lắm. Có đồng nghiệp đang thả lưới mè. Ở đây chủ yếu là thả lưới cá mè dinh với cá dảnh đó. Ở đây cá mè dinh cá mè dảnh nhiều lắm. Chuẩn bị kéo lưới lên rồi nha. Mấy bữa nay gió quá trời gió. Bạn coi mấy cái lục bình thấy không? Gió kinh hồn không? Ồ, cái phao đang trắng tưởng đâu cá chứ. Phao mướp.
lên con cái coi. Nãy giờ kéo mấy mét lưới chưa thấy con cá mà dính nào hết. Ở đây cái rãnh bự bự mà dính con nào là xứng đáng con đó. Đó. Lên mày. Lên lên. Con này cũng bự không đó. Ngon lành rồi. Ủa tôm trứng. Đó, trứng quá trứng luôn. Vàng cháy luôn. Ừ, tôm đã. Con trứng không thả đi. Nhớ đừng ăn, em ăn lại hốt khác này á. Lên hàng, lên hàng. Ủa đó. Cho mình lên bờ luôn, sau đó cho mày vô nồi luôn. Con này cũng trọng rồi nha. Được, được, được. Ôi, con tôm nãy nữa. Con tôm trứng nè. Con mới thả nó vậy mà nó lại quất nữa. Ừ, con tôm này. Mày quất lần nữa, tao hốt xác mày thiệt luôn, không giỡn đâu. À, nó con trứng nó vô. Đừng nói với con tôm trứng nữa, bó tay luôn à. Con này cũng trọng trọng á. Lên mày. Cách sáo gì cũng biết nữa. Lên. Ngon lành, ngon lành. Bự bự bự. Được, được. Quá đã, quá đã. Thì có hai chồng anh đang chạy lưới rồi. Con này xanh 50% rồi. Vô. Ồ, nhìn tôm thấy thèm không? Chảy nước miếng không? Tôm sông này với con tôm nuôi á, mình ăn cái là biết khác hẳn liền á. Tôm sông này nó dai, nó ngọt lắm. Đó. Rồi ơi, xảy rồi. Tiếc quá. Sửa con mồi lại đẩy xuống, lụm nó lại mới được. Tôm bự, tôm sảy là tôm bự sao? Đấy, tôm uổng quá mà. Đẩy xuống lụm mày lại, không có thoát nổi tao. Lên hàng, ten ten. Ồ, trọng à, trọng à, trọng à. Ồ, quạt dữ mày. Ồ. Xanh đọt chuối. Hốt được con xanh nước biển mới đã. Muốn dữ à. Dạ, dạ, dạ. Trời kẹp. Về ốc khu cho mày vô nồi luôn đó mà kẹp hoài. Uống cục ngồi hết trơn luôn. Nhìn tôm đã không? Nhìn tôm xong nhìn mức gượt. Mày hả Lị? Đó, 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 đó. Tinh. Lại được cục mồi. Cái gọng này chú Sáu lâu lâu không câu tôm mà không bỏ vô đó đó. Gọng đó nó dành ăn từ từ. Ủa, mất cục mồi còn cũng ghê. Ủa, cá đường hồng à. Loại ngư chứ. Kiếm con được cài. Chưa có được con càng xanh nào hết. Chỉ có càng 50% mà. Có hàng, có hàng. Kế 1 sáo luôn mới ghê chứ. Con này cũng trọng à.
Lên mày. Ngại ngùng gì? Đó 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 đó. Ủa, cái đường hồng dưới luôn rồi. Ghê chứ. Này xanh nha. Đó mấy sáu nè. Được 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 được. Đó, càng kẹp kìa. Ê mày, uống dữ mày. Càng đóng rong luôn. Tin 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 tin. Vô. Ít ra phải vậy chứ. Phải có xanh xanh nước biển như vậy mới được. Con lành đó bạn. Con này mà chưa kịp bỏ vô lên nữa con nữa bạn. Ôi như sảy rồi. Ôi. Làm ăn sống nhăn. Sảy. Ủa quá chủ. Thường con tôm sảy là tôm bự á. Sảy nha. Dễ gì mà hốt nổi tao. Ngồi thế nào cũng bợ nó. Lên 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 lên. Đừng nó sảy là buồn lắm à. Lên mày. Qua qua. Ui. Những lưới gì rồi. Rồi luôn. Đúng buồn như con chuồn chuồn chứ. Đau đầu thiệt. Rồi sảy luôn các bạn ơi. Ui sảy tôm. Ủa qua. Tiếc. Này quất sảy. Mọi này bấy sảy chứ nè. Vướng vô cái dây chặn chứ làm sao. Đúng buồn với con chuột chuồn chứ. Đừng nói sảy nữa buồn lắm à. Đó đó đó. Lên mày. Chạy đâu cho thoát anh. Ú nè ú nàng. Cậu uống tôm gạch không. Nhìn thấy đã không. Ủa, ngồi bái xí à. Tiếng tiền, tiếng tiền. Con sáo được khôn lắm mà. Rồi nghe thím sáo nói là nó bay ngoài kia luôn á. Xong mở cái lồng nè. Nó bay ngược lại vô liền à. Này cái câu một chút nữa về. Chiều có một chuyện à. Chiều nay về giáo khu quay phim nó ăn món gì đấy không biết nữa. Có bạn nào câu tôm bá đạo như mình không? Đó, câu tôm đã vậy nè. Cái rảnh có chút xíu xíu gì đó, nhưng mà tôm dữ lắm à. Quá. Lên hàng, lên hàng. Lỗ nhỏ mà thấy huyền thoại ra không? Nãy giờ kéo mấy con ở đây rồi đó. Cái rảnh hai bên nè. À, ừ. Tôm này câu cái ngát vừa. Có tay tôm này chứ. Ui. Đi đi mày. Nhớ kêu ông có ông nội ông ngoại lại nha. Mày quất tao nữa là tao đưa mày về lên nội luôn á. Mấy sáo này khôn cực kỳ luôn. Nó nói chuyện được các bạn. Mấy sáo này nè. Nghe cô sáo nói là nó nói chuyện được á. Đó đó đó. Lên 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 lên. Đó đó đó. Ừ. Mày hả lại gì? Mấy chí bồ chét luôn. Tôm về luộc hay nướng ha. Thật ôi. Chấm miếng muối ớt ha. Nặng tí chanh vô nữa. Trời ôi tê tái cả người. Mày hả. Trời ôi mồi banh chảnh trơn. Tận dụng đây. Quất
con càng xanh rồi, kiếm con càng xanh nè. Bữa nay mới được có con càng à, mà càng nó không bự hung. Mấy ảnh đang chở thức ăn lên mà. Chú Sáu với cô Sáu về nhà rồi. Ở đây giờ không có ai có bè chứ. Mình câu chút xíu nữa mình về luôn, tranh thủ về. Ngồi về thu la sùm xì ben ạ. Bạn thấy làm nghề này cực không ạ? Giác là hai bao đi bè rất là nguy hiểm, đi trên hai thanh sắt không. Nhìn bắp chuối của mấy anh này các bạn thấy kinh khủng luôn á, bắp chuối với giò á. Tại cái lực đi trên mấy cái thanh sắt nè, giác lên mấy cái bao thức ăn á, nặng hai bao đó. Hai bao đó hình như 40 50 kg vậy á. Con này cũng vừa vừa nha, không nhỏ không bự à. Đó đó đó. Ủa, mày khá lị. Tết đen. Xanh lật lật. Chơi không có kẹp nha. Để cho mày vô nồi còn kẹp nữa. Tính về mà cứ dính tôm cái này không không muốn về chút nào. Có hàng có hàng. Rồi gầu mát sống đánh bích dịch trơn mà. Rồi mày. Ồ, mày hả lị. Ngon lành. Con này quá đã không nổi. Kiếm con càng xanh quá đã rồi. Giờ này cũng chuẩn bị về mà tiếc núi hoài bạn. Kiếm nhà con xong dính đựng con, kiếm coi thêm con nữa. Bạn coi con nữa coi. Dính con nữa về đó. Sông này nước nó không có cạn quá mà, nó không được sâu không. Cái này làm đứng tuốt mày cuối bè đó, đầu bè luôn rồi đó, ngoài sông luôn rồi mà thấy cần yêu à. Bây giờ mình chuẩn bị về các bạn ơi. Sáng có một chuyện đó nên 9 giờ rưỡi 10 giờ mình mới xuống tới đây được. Bây giờ cũng tầm gần 2 giờ rồi, tranh thủ về ăn cơm đói bụng quá trời. Sáng do công chuyện đó, nên mình tranh thủ mình chạy đi á, nên trưa cũng quên mua bánh mì xôi theo ăn nữa, bởi vì giờ đó bụng quá, tranh thủ về ăn cơm bạn ơi. Chứ chiều phải quay clip nấu ăn của Út Thu nữa để kịp sáng mai đăng. Để chút xíu nữa về tới nhà rồi mình quay cho thành quả cho bạn xem ha. Nói chung bữa nay cũng được, không trúng mà cũng không thắt. Do bữa trước người ta xúc tôm á nên bữa nay tôm nó ăn chậm quá. Ê, thành quả đó. Cũng ngon chứ bộ, giỡn hoài. Để Út Thu đổ ra đi. Cũng có con ừ đừng con càng giỡn hoài. Cũng có con càng xanh đó. Bữa nay mà nếu mà không bị thuốc tôm là mình câu nhiều lắm mà. Vô đây cũng hơn nửa ký rồi. Thắt. Đợt rồi mình câu khoảng 1,7 kg á. Ký 7 2 kg á, lần này thắt, cái này chắc hơn nửa ký. Đừng con càng xanh xanh nè. Cũng có mấy con bự bự kia. Ừ, mấy con bự có món chỗ khu làm. Con lành cành đào ha. Đó bún gà đó mạnh như súng không. Đem về tới nhà cũng chạy xe cũng khoảng nửa tiếng vậy mà mạnh ghê không. Mấy ảnh bún quá trời luôn. Được em nước biển à. Con này nước biển mà sao nhìn nó nhỏ quá ta, không bự hung. Cũng, nhìn thấy ham không? Trông trọng luôn. Hả? Sao cũng trông trọng. Mà làm sao để anh bìa cho đẹp đẹp chút quá thôi. Nghiêng ra, nghiêng cái thao ra. Tào lao. À. À. Rồi, mình cũng xin kết thúc video đây. À,
chúc cả nhà xem video vẻ nha. Cái này có món vô thu làm nè, đỡ tốn tiền không thôi cằn nhằn khóc mướt. Chủ đời nói của tao. Đó, thấy mấy anh tao thấy thèm rồi. À chào bạn ha.